Xin chào cô chú đến với kênh của Sang Trần Vlog. Sang đang có mặt ở tại ngôi chùa Bà Đợt. Thì cả nhà mình cũng biết ngôi chùa này đang chuẩn bị lễ dân bông. Thì hôm nay cũng là ngày lễ dân bông ở tại ngôi chùa này. Thì lễ dân bông như thế nào, ý nghĩa của lễ dân bông như thế nào, thì cả nhà mình để tìm hiểu những cái video sau, Sang sẽ giải thích về lễ dân bông của người dân tộc Khmer như thế nào đối với những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông. Thì hôm nay Sang sẽ đưa các cả nhà của mình đến với những cái nét đẹp văn hóa, những hình ảnh đẹp nhất ở tại đây cho cả nhà mình xem, và những hình ảnh mà đẹp nhất của người dân tộc Khmer như thế nào. Cả nhà mình nhớ đón kênh của Sang Trần Vlog để xem những video của Sang Trần Vlog. Bà Đợt. Thì cả nhà mình biết hôm nay là lễ dân bông ở tại đây. Ở trong này thì cả nhà mình biết là lễ cúng Phật chủ rất là lớn ở tại đây luôn. Thì cả nhà mình cũng thấy một cái hình ảnh
Thì cả nhà mình cũng thấy thì ngôi chùa này rất là đẹp luôn nha cả nhà mình. Thì chùa này cũng nằm thuộc của huyện Trần Đề, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay Sang sẽ lên đây review cho cả nhà mình xem về trong ngôi chùa, toàn cảnh ngôi chùa ở đây cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình cũng thấy thì không có nắng cả nhà, nắng ở trong này không có nắng, và bước ra dưới kia nắng dữ lắm nha. Thì kiếm cái chỗ nào trú ẩn chứ không có gió, nóng cực kỳ luôn. Trên chánh điện này nó cao rồi nó có gió đỡ, còn đi xuống dưới kia thì không có gió luôn, mà trời nắng nóng nữa. Trên chánh điện dù nó có nắng mà nó cũng đỡ rất là nhiều. Cả nhà nhìn thấy người Phật giáo ở cả nhà mình rất là hình ảnh rất là đẹp ở đây. Thì cả nhà mình biết các em ở đây thì còn rất là ngại nha. Thì các bạn ở đây như là rất là ngại tiếp xúc khi mà cái máy ghi hình của mình đó cả nhà. Thì không riêng gì các bạn ở đây, như là thường thường mình đi mà ghi hình ở những nơi đó cả nhà mình biết, thì gặp những cái bạn mà quen rồi đó, các bạn không có mắc cỡ đâu. Đây các bạn còn ở nông thôn nên các bạn mắc cỡ. Thì ở đây là một trong những đội nghi lễ đón tiếp mấy con, là ở đây là đón tiếp những Phật tử các chùa đến đây hả? Các con phục vụ từ mấy giờ mấy giờ ở đây? Như là mình làm tiên thuốc luôn. Bữa nay dân bông như bên chùa mình mời bao nhiêu chùa lắm? Vậy mình làm gì, mình đón tiếp như vậy mình có mệt không? Nắng rồi nó nóng gức người quá. Còn như là múa cái này là không mệt đúng không? Vui. Như là dân bông này là một năm mình có một lần, năm nào mình cũng tổ chức đi hả? Như là mấy bữa nay nắng thì nó rất là nóng, nhờ có mưa đỡ, không có mưa nắng chịu không nổi lắm. Có mưa mà hết vui luôn, buồn luôn. Thì ở đây thì Thư rất là trẻ nha, cái Thư ở đây tu rất là trẻ. Thì ở đây hôm nay giờ chùa mình tổ chức như Thư hỏi là mình ở đây mình mời bao nhiêu chùa? Mình mời chùa đến đây tham dự lễ dân bông chơi cho chùa mình đó. Mời nhiều quá không rõ à? Như là mình mời nhiều quá mình không rõ. Thư còn ngại nha. Lần đầu tôi tiếp xúc với đài truyền hình nói gì đó chưa ngại. Thì ở trong thì các đoàn du khách Phật tử đến với chùa thì rất là đông luôn á cả nhà mình, rất là đông, ở trong đông lắm. Thì tối đêm nay thì cả nhà mình ở trong bên kia thì có tổ chức một cái chương trình âm nhạc nha,
ở bên kia, thì cả nhà mình tối mà có ở đây thì mình đến đó mình thưởng thức âm nhạc nha. Mình sẽ bước vào trong để cho cả nhà mình xem nhiều hơn, để hình ảnh của ngôi chùa này như thế nào ở tại Trần Đề. Bán đồ rất là nhiều hai bên này. Khi mình đến mình đi rất là sớm luôn á cả nhà, mình đi sớm lắm và do mệt quá mà các du khách đến đây để nhân bông ở tại chùa. Thì buổi sáng cả nhà mình biết, buổi trưa thì cả nhà mình cũng biết do cái thời tiết nắng bức quá nên là không có được ghi hình do là trời tiết nắng lắm. Buổi trưa thì ít có du khách đến đây, thì buổi chiều thì du khách đến đây rất là đông. Buổi tối nay thì không biết ở đây đông không, thì mình sẽ buổi tối thì mình sẽ theo dõi ទៅជាកសិនដាក់ហើយអនសង្ឃសម័យថ្ងៃនេះឲ្យលោកនីតាសាទសពរងតាំងតែនេះដែលបដិបិទេក្រឡាតាំងតាំងតបសានតាំងតាំងបទិញទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះក្រសួងអនុទីតាសាទសពរងប្រុសស្រីជួយដល់ពុទ្ធពលមន្តការអនុសុនគឺកញ្ញាមិនជួយវ៉ាដែរមានទីទីសូមមានបសម្បត្តិការដល់ការសុខាទីបីសុខបានសប្តាយស្រួលទុកប្រដាក់ទី4សុខបានដល់កាយ មានកម្លាំងសុខាទីក្រឡាបងប្អូនខ្ញុំសុខសាសនាយ៉ាងយ៉ាងពីកំពង់ជើងនៅក្នុងការទទួលបានលោកអនុរដ្ឋនាយកមកនេះនេះសូមបានសម្រាប់ទៅសេចក្តីនៃប្រាថ្នាហើយសូមទៅសាទៅសាទៅបានជើងជាតាថ្មីថ្មីខាងនេះបាទនារីសិលខបាទយើងមានបាទការទទួលជាតាលើកដៃគ្រប់ជើង
ôm.